nhiều thách thức về an ninh trật tự. Trong suốt những năm qua, lực lượng công an bảo vệ dân phố và dân phòng là những người thầm lặng giúp lực lượng công an phường tiếp nhận nhiều tin báo tố giác, hỗ trợ giải quyết sớm các mâu thuẫn phức tạp trong dân cư ngay từ cơ sở. Ông Lương Xuân Quỳnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cho biết. Đây cũng là lực lượng nòng cốt của công an cấp xã phường, nối cánh tay dài, nối giữa lực lượng dân với công an cấp cơ sở. Volume điện tử rất chi là nhạy. Hơn 20 năm tham gia lực lượng bảo vệ dân phố, ông Đặng Văn Tám chưa từng ngại khó khăn hay vất vả. Megabat ấy. Bất kể là ngày hay đêm, nắng hay mưa, ông vẫn tích cực tham gia công việc mà mọi người vẫn nói vui là vác tù và hàng tổng. Chị Uông Thị Phương Út, trú tại tổ 18, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái chia sẻ. Mọi người rất là kỳ vọng vào cái đội hoạt động này. Dò sóng điện tử, auto tuning, tự động dò sóng. Không vui hơi phí chứ. Như nào? Tún nhá. Em gái của tớ chuyển đi nhà khác ở rồi. Hả? Thế là thế nào? Là thế đây. Tún không ở chung nhà với tớ nữa, mà đi nhà khác ở. Sao lại thế? Bố mẹ cậu cho Tún đi làm con nuôi à? Tớ không biết. Cho làm con nuôi hay cho luôn đi cũng được. Đỡ phải mách lẻo, đỡ nhức đầu. Mà tớ tưởng bố mẹ chỉ không muốn nuôi con hư thôi. Sao bố mẹ cậu lại giữ con hư? Cho đi con ngoan là nào nhở? Này nhá, tớ hư bao giờ? Cậu không mừng cho tớ thì thôi, nói linh tinh cái gì đấy. Thì tớ cũng mừng cho cậu, nhưng mà hơi thắc mắc tí thôi. Đấy là quyết định sáng suốt nhất trên đời của bố mẹ tớ đấy. Cả nhà không để được. Đấy, dò sóng điện tử nhá, mà đang tự động dò sóng nhá. Có sóng phát tự dừng ngay. Đấy, đấy, cả nhà lại không để được. Cái nhạc hay lắm nên để đấy, cái nhạc không để được, để phát ra bản quyền không để được. Đĩa CD vẫn chạy nhưng mà kén đĩa. Bằng cassette thì trần vẫn tịt. Lúc này quý vị yên tâm. Cầu Phú Mỹ đông chậm theo hướng quận 7 về thành phố Thủ Đức thưa quý vị. Và đường DT743A từ Sóng Thần về khu công nghiệp Đá Bạc, xe đông cả hai hướng di chuyển chậm như lúc này. Cảm ơn anh Bùi Tuyến Vinh. Bác tài Tâm Võ Thành có một bình luận cho biết khu vực Bình Thạnh cầu Thủ Thiêm hướng về Nguyễn Cơ Thạch ra hầm Sài Gòn. Lưu thông đang ổn định tất cả các hướng. Hầm Thủ Thiêm quận 2 qua quận 1, lưu thông cũng đang ổn. Đường Võ Văn Kiệt về cầu Nguyễn Văn Cường sẽ có đông nhưng vẫn còn di chuyển được. Thời tiết ở đây là trời mới mưa xong, như vậy là trưa hôm nay có kha khá các lộ trình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đang có mưa đấy thưa quý vị. Đây màn hình vẫn đang hiển thị bình thường. Rồi bây giờ thì có thính giả rồi, đang bị hoài thì cũng thính giả gọi đến rồi. Mà xảy ra tại địa phương, chẳng hạn như là các đối tượng sử dụng như vậy là hung khí gây rối mất trật tự và hoặc là tụt. Tí chơi cái gì cơ? Chơi đuổi nhau đi anh Tí. Đuổi nhau á? Thôi anh mệt lắm. Hay là chơi nhảy từ trên ghế xuống à? Này em bị tím chân rồi. 1058 gọi điện tắt ngay vừa luôn. Radio 108 nhé. Đấy 102.7 đấy. TikTok rất phù hợp với nhu cầu của khách hàng lớn tuổi. Vì vậy quý vị còn đang sử dụng điện thoại 2G. Đấy, tắt nguồn. 200.000 đồng không bao gồm phí ship vận chuyển. Đĩa CD nó chạy thì nó kén đĩa, coi như là bỏ. Bằng cassette thì trần văn tịt. Cái này radio nó chỉ có FM thôi, không có AM.